tên là Nguyễn Như Linh, lớp 3C, trường tiểu học xã Thượng Lâm. Con thích học các môn toán, tin học, tiếng Anh, mỹ thuật. Sau này con thích làm cô giáo làm mỹ thuật. Cháu thì khuyết tật hai tay, bàn chân trái của cháu thì chỉ có 4 ngón. Khi sinh ra thì cháu đã có 2 cân, cháu bị lẫy là cũng đã cứ phải có người trông bên cạnh và để ý. Mặt mũi đập xuống dưới nền, tập ngồi là cũng ngã rất là nhiều. Từ khi sinh cháu ra là thường xuyên mẹ phải trực tiếp ở nhà để chăm sóc. Mẹ vắng nhà ngày báo, mẹ vắng nhà ngày báo, cơn mưa dài chặn lối, thế rồi cơn bão qua vẫn thấy trống phía trong. Mua cá về nấu chua, mua cá về nấu chua. Ở nhà cũng bình thường, thì đồ chơi là cũng chơi bằng chân, tập cầm phấn và cầm bút chì. Cái thời gian học lớp 1 là vất vả nhất, là viết nhiều, và lúc đấy khi mình chưa, chân mình chưa thành thạo, chưa thể viết quen được thì nó mỏi, nó đau. Tối nào mẹ cũng phải bóp chân và massage chân cho để nó đỡ tê, đỡ mỏi. Càng lên lớp cao cháu học nhiều thì cháu mệt. Có lúc viết tập viết 2 trang, con không viết nổi. Xong rồi giờ ra chơi con ngồi cho lớp con viết, xong rồi xong trước các bạn. Bố mẹ con đi chợ nên thứ bảy chủ nhật có bài tập thì con làm ở dưới ông ngoại. Quá trình đi xe đạp là rất thẳng thắn nặng, ngã rất là nhiều, không có tay để chống xuống đất, và hầu như là mặt và tay cũng chịu chống xuống đất. Mỗi lần nâng cháu lên là đã thấy máu chảy hết hai bên thử tay. Thời điểm bây giờ thì vẫn là mẹ phục vụ cho cái vệ sinh cá nhân. Cháu cũng có thể quét được nhà, gập quần áo cho bố mẹ, lấy khăn lau bàn ghế. Em chỉ mong sao là cái sức khỏe của cháu tốt là được.